Mình là Hannah Quỳnh. Thời gian qua thì chắc là cũng khá là nhiều bạn đã biết đến mình rồi. Nhưng mà hôm nay thì mình xin được gửi lời chào chính thức đến tất cả mọi người, tất cả các actor của Phoenix. Mình là Hannah Quỳnh, tên thật là Nguyễn Quỳnh Anh. Mình sinh năm 95, mình đến từ Hà Nội. Mình là hiện giờ đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Công đoàn. Các chị và mình là lúc mà mình giới thiệu với các bạn ấy là phải giới thiệu cả sở thích sở ghét để cho các bạn có ấn tượng. Sở thích của em thì cũng giống như bao nhiêu con gái khác thôi, thích đi xem phim này, thích đi shopping này, thích ăn, thích uống, thích hát hò, thích đi party, gặp gỡ mọi người, vui vẻ giao lưu. Và đặc biệt là bây giờ có thêm một sở thích mới, đấy là sở thích nói chuyện cạnh bạn Ictor ở nhà Phoenix nhà mình. Chị cũng thích cái sở thích này đấy. Thế em có ghét cái gì không? Sở ghét thì các bạn Ictor chú ý nhá, xem bạn ghét gì. Em ghét con sâu. Ghét con sâu. Cả mấy con thằn lằn. Con thằn lằn. Mấy con động vật không xương sống mà không có chân, cứ trườn trườn đi. Thế rất là ghét. Rồi ok em. Khoảng thời gian Quỳnh vào Phoenix thì như thế nào? Em có nhớ không? Em cũng mới gặp Phoenix gần đây thôi. Sau hôm Noel rất là tiếc không được tham gia vào hội hát đồng ca của chúng mình. Đúng rồi, hôm đấy rất là vui. Em có thể xem lại clip ở trên YouTube. Còn cái khoảng thời gian làm việc cũng mới thì em có cảm thấy cái vị trí Hannah này đã có thể đưa cho mình những cái bài học gì, giống như là mình đã học được cái kinh nghiệm gì từ cái vị trí này? Vào Phoenix thì là vào môi trường rất là mới, rất là chuyên nghiệp. Trước đây thì em cũng có đi làm thêm một số chỗ, nhưng mà đấy chỉ là làm thêm gọi là part time thôi. Hiện tại thì làm ở đây như là một môi trường công ty, có các chị, các anh, các chị rất là nhiệt tình, rất là friendly, giúp đỡ rất là nhiệt tình. Vào thì kiểu dù có bỡ ngỡ nhưng mà cũng rất là được an ủi, là các chị rất là thân thiện, rất là yêu quý đứa em này. Xong rồi rất là chịu khó dạy dỗ, hỏi cái gì cũng trả lời. Không dạy được cái dỗ. Rất là thích. Ok em, thế thì trong khoảng thời gian làm việc tại Phoenix ấy, thì Quỳnh có gặp khó khăn gì không em? Có chứ ạ, bước vào một môi trường mới thì bất kỳ ai cũng sẽ gặp khó khăn và cản trở đó. Khi bước vào Phoenix thì khó khăn của em đấy là thời gian đi học tập. Thì hiện tại em vẫn đang là sinh viên năm cuối, là cái lịch trình học của em thì cũng khá là ảnh hưởng thời gian đi làm. Hơn nữa là cũng vì năm cuối mà, nên là phải bận làm báo cáo rồi các thứ bài tập thực hành rồi viết luận, nên là rất là khá là bận. Và hơn nữa là cái khó khăn đấy là khó khăn nữa ở cái chuyên môn, đó là phải tiếp thu một cái mô hình học rất là mới của Phoenix mình. Thôi ok, cảm ơn em. Nhưng chị nghĩ là với khó khăn này thì cũng không quá là lớn đối với mình đúng không? Cái vấn đề này thì em về học tập thì em đã tự cải thiện và khắc phục được rồi. Còn về cái mô hình thì em đã có các Hannah xinh đẹp đây dạy dỗ và chỉ bảo dẫn đường cho em, nên em thấy đấy không phải là một vấn đề lớn với em. Rồi cảm ơn Quỳnh. Như các bạn đã biết thì trong tháng 2 năm 2017 thì Hannah Quỳnh sẽ chính thức nhận khóa onboard vào tháng 2 tới. Các bạn Ictor tân sinh viên nhớ gương mặt của Hannah Quỳnh của chúng ta nhá. Còn hiện tại thì thời lượng phát sóng chương trình Nhật ký Anna tập này cũng đã kết thúc rồi. Xin được gặp lại các bạn vào ngày mai tập tiếp theo của Nhật ký Anna nhé. Xin chào.